Xin chào các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Và ngày hôm nay thì bạn Nhật mới quay mới bứng một số cây phôi hoa giấy Mỹ vậy anh em. Và anh em chia sẻ anh em một số quay đi Nhật. Chia sẻ anh em một số mẫu rất là to, rất là quái, rất là đẹp như này. Anh em gặp Nhật đấy nghe không số hòa giá luôn nha nha anh. Chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay em mới về lô phôi giấy Mỹ muốn giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn à. Và đầu tiên lên mã số 1 cây to quái à. Rồi cây mã số 1 này có thông số quanh cổ là 29, số đáy 65 và bay của nó là 73. Cây lưng cong lưng rất là to. Rồi cái này em xin giao lưu là 650k. Cây giao lưu bao sống bao ship toàn quốc nha nè. Xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mình đến con phôi số 2 nha nè. Rồi tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 này cái này có thông số quanh cổ là 24, số đáy 41 và bay của nó là 64. Cái này em xin giao lưu là 280k. Con này dáng mọc ghệ quấn quái nha nè. Bên đây có xe sát nhẹ xíu đây nè. Rồi xuống cây luôn nha. Rồi tiếp theo mình đến con phôi số 3 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 3. Cái này có thông số hoành cổ là 25, số đế 53 và bay của nó là 63. Rồi cái này em xin giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Rồi anh em quan sát cái mình xuống cây luôn rồi. Xuống cái lưng như thế. Rồi tiếp tục thêm đến con phôi số 4 rồi. Tiếp theo lên mã số 4. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 34, số đế 42 và bay của nó là 83. Rồi cái này em xin giao lưu là 270k. Cái dáng bài anh em quan sát cầm xuống cây luôn. Xuống cái lưng như thế. Tiếp tục được đến con phôi số số 5 nha anh Số em. 5. Rồi tiếp theo lên mã số 5. Mã số 5 cái này có thông số hoành cổ là 25, số đế 55 và bay của nó là 66. Rồi cái này em xin giao lưu là 250k. Cây u nằng cũng vững quái các bạn. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục đến con voi số 6 nha nè. Rồi tiếp theo lên mã số 6. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 30, số đáy 49 và cao của nó là 90. Rồi cái này em xin giao lưu là 300k. Cây lô bao sống bao ship toàn quốc nha nè. Rồi anh em quan sát mình xuống cây luôn. Xuống cây luôn nha. Rồi tiếp tục mình con phải số 7. Rồi tiếp thêm lên mã số 7. Cái này có thông số hoành cổ là 20, số đáy 47 và bay đổ của nó là 57. Rồi cái này em xin giao lưu là 200k. Cây một gửi quán quái như này. Co lắc rất là duyên dáng. Rồi xuống cây luôn anh em ơi, xuống cây luôn nhật này. Tiếp theo nó còn phải số 8 như này. Rồi tiếp theo lên mã số 8. Rồi cái này thông số hoành cổ là 24, số đế 52 và bay của nó là 66. Cái này cũng có vết sơ sát nhẹ vừa vận chuyển về. Rồi cái này cũng xin giao lưu là 200k. Dạ ok, xuống cái đồ năm. Tiếp theo mình đến con phôi số 9. Rồi tiếp theo lên mã số 9. Mã số 9 cái này có thông số hoành cổ là 26, số đế 40 và cao của nó là 83. Và cái này em xin giao lưu là 330k. Cây cũng rất là to nha anh em. Rồi anh em quan sát mình xuống cây luôn rồi. Xuống cây luôn nha coi. Rồi tiếp tục mình đến con phôi số 10 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 10. Rồi cái này thông số hoành cổ là 26, số đế 42 và cao của nó là 67. Rồi cái này em xin giao lưu là 280k. Rồi, xuống cái luôn nhỉ. Rồi chúng ta tiếp tục đến mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo lên mã số 11. Rồi cái này thông số hoành cổ là 27, số đế 56 và cao đó là 66. Rồi cái này cũng có vết chày dẻ ở vừa vận chuyển về em đó bôi keo.
Cái này em xin giao lưu là 200k. Bao cái lỗi này với cái bên đây có một cây cái này nói chung là nó bị cấn không đáng kể cái rồi. cây em khui cây nó thì sức nhẹ. Rồi anh em quan sát em xuống cây nha anh em, bao sóng bao xích toàn quốc hết nha anh em. Xuống cái luôn vậy coi. Theo đây mã số 12 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã 12. Rồi cây này có thông số hoành cổ là 23, số đới 44 và cao của nó là 77. Rồi cây này em xin vô lưu là 130k. Cây cũng rất là quái quá. Xuống cái luôn nha coi. Rồi tiếp tục mình đến mã số tiếp theo nha anh em. Rồi tiếp theo đến mã số 13. Mã số 13 dáng quái hoàng quại luôn mà. Rồi cái này có thông số mình có là 18, số đấy 42 và bay của nó là 58. Cái con này có nhiều cách để trồng lắm nha anh em. Cái con này chung là anh em về cần phải nghiên cứu lại rồi. Quá trời cái dáng nó ngộ nghĩnh luôn. Dáng dây cho có thể trồng về cũng được nữa. Có thể trồng đổ luôn. Nói chung là cũng không biết cách trồng luôn, mình cũng không biết cách trồng bó tay với nó luôn anh em ơi. Nó cứ nó như vậy đó, không biết trồng hướng nào luôn. Rồi cái này cũng có vết chạy xước ở vườn vận chuyển về. Rồi cái này em xin giao lưu là 130k. Thì bao sóng bao xích toàn quốc hết nha anh em. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục lên mã số 14 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 14. Rồi cái này có thông số bên cổ là 31, số đế 50 và rồi. Rồi cái này em xin giao lưu là 270k. Mã 14. Cây cũng rất là to, tàn cành chi đều. Rồi xuống cây luôn anh em ơi, xuống cây luôn nha. Tiếp theo lên mã số 15 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã 15. Rồi cái này cái thông số hoành cổ là 22, số đế 43 và cao nó là 70. Rồi cái này em xin vô lưu là 220k. Rồi ok, xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp theo đến mã số 16. Con dáng cao nha anh em. Rồi tiếp thêm lên mã 16. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 21, số đế 50 và cao của nó là 1m07. Rồi cái này em xin giao lưu là 250k. Con dáng co lắc một kiểu quấn quái. Rồi anh em quan sát mình xuống cây luôn anh em ơi. Xuống luôn vậy coi. Tiếp theo đến mã số 17 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã 17. Cái này thông số hoành cổ là 23, số đế 43 và cao của nó là 68. Rồi cái này em xin giao lưu là 150k. Rồi cơ xuống cái đâu nè. Rồi tiếp tục đến mã số 18 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 18. Rồi cái này thông số hoành cổ là 28, số đế 46 và cao của nó là 66. Rồi cái này em xin giao lưu là 250k. Rồi ok anh em quan sát em xuống cây luôn nha nè. Xuống cây luôn nha coi. Rồi tiếp tục đến mã số 19. Con này dáng rất là cao nha nè. Rồi tiếp theo lên mã số 19. Cái này có thông số hoành cổ là 25, số đế 41 và cao của nó là 1m8. Rồi cái này em xin giao lưu là 300k. Cây giao lưu bao sóng bao xích toàn quốc nha anh em. Con này có dàn cành cũng khá là đều các bạn. Rồi em quan sát em xuống cây luôn nha anh em. Xuống cây luôn nha coi. Rồi tiếp tục lên mã số 20 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 20. Rồi cái này cao. Con này một kiểu quấn quái các bạn. Rồi cái này thông số hoành cổ là 24, số đế 55 và cao của nó là 58. Rồi cái này em xin giao lưu là 270k. Một rễ co lắc quấn quái rất là đẹp luôn nha anh em ơi. Anh em quan sát em xuống cây luôn các bạn. Xuống cây luôn nha coi. Tiếp tục đến mã số 21, con nhấn cao nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 21. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 27, số đế 44 và cao của nó là 1m50. Con này cốt nó to lên tới trời luôn, mà nó nâng lên tới ngọn luôn nha nè. Rồi cái này em xin giao lưu là 270k. Đây cái thẹo này nó bị cỏ với ruộng mà.
cái nhánh nó nằm với nhau, gió thổi nó cọ. Dạ, anh em quan sát em xuống cây luôn nha anh em. Xuống cây luôn nha cây. Và tiếp tục mình đến mã số 22, mã 22 là mình có hai con nha anh em, đặt con số Rồi, 1. tiếp thêm lên mã số 22. Rồi, cây thứ nhất này có thông số quanh cổ là 23, độ đế 46 và cao nó là 56. Rồi, cây thứ hai. Rồi, cây thứ hai nó có thông số quanh cổ là 24, độ đế 38 và cao của nó là 56. Để cho hai con lên cho em dễ xem. Rồi, cặp này em xin giao lưu là 200k. Hai con giao lưu bao sống bao xích toàn quốc hết nha anh em. Rồi xuống cây lương nhật rồi. Rồi chúng ta tiếp tục mình đến mã số 23 nha anh em, cũng có hai con luôn rồi. Rồi, tiếp theo lên mã số 23. Rồi, cái này có thông số quanh cổ là 22, số đế 57 và cơ bay của nó là 67. Rồi, đến cái thứ hai. Cái thứ hai này có thông số quanh cổ là 20, số đế 48 và bay của nó là 55. Hai con thì chân dài thòn lòn luôn các bạn. Rồi, cặp này em xin giao lưu là 260k. Cây giao lưu bao sống bao xích toàn quốc nha anh em. Rồi thì em cũng xin phép em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo luôn nha anh em.